Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ Rồi là Lâm nè. cờ tướng em Rồi T, xong rồi, xong rồi nha. thầy cờ Minh Tâm chấp anh vào là hai tiên, kèo là một con bia nha anh em. Thứ nhất là không tin tưởng là vấn đề đó, đối với mấy bà bạn cãi hay vấn đề khác. À, tôi và ông coi nhắn gọi vô nha, vô. Nói chung là có bia có cọp rồi, thành ra là và có bia cọp đó vậy, chán bắt mày luôn. cọp, rồi cọp coi thì cọp mặt quay. Chứ cái hình cờ đó đụng tôi chứ là xanh xanh chứ đâu nghe em cỡ người thôi thôi cứng gồng cứng gồng cứng cứng kiểu cứng. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ đang là chung cuộc của trận đấu giữa cờ tướng MT và anh Giàu Ba Tây, hình rất là rõ ràng luôn ha. Anh em cũng nên thông cảm, sau quá trình vừa rồi á, trong video thì cả hai người đều có những cái nước sơ nhất định. Tại vì thứ nhất á, là áp lực là một thùng bia. Cái thứ hai nữa là anh em đã uống quá nhiều bia từ trưa tới giờ rồi. Chắc mỗi anh em có khoảng chừng mười mấy, hai chục lon thôi. Cho nên là nhiều khi có những nước cờ sót, anh em đừng chấp nhất nha. Nhưng mà anh em chấp nhất thì anh em điều chửi luôn đi. Chửi luôn. Bèo. Nói chung là mỗi một người mười mấy gần hai chục lon rồi, cho nên là có những nước sơ là chuyện bình thường nha anh em. Tại vì bây giờ anh em không quánh bằng thực lực cờ nữa, mà hiện tại bây giờ anh em đang quánh bằng đô. Đô ai khỏe hơn sẽ là người thắng cuộc trong cuộc đấu của cờ tướng MT và anh Giàu Ba Tây. 12 lon. 12 lon cái gì? Hơn rồi chứ 12 lon cái gì? Anh Giàu Ba Tây có những nước cờ đi rất là hay. Hay lắm. Chó đi. Sau đây những có nước cờ biển chuyển đối với MVT. Đúng cái gì MVT? MT. Sự coi cho đẹp đẹp dầm gì đấy thấy nha. Vàng à, xin lỗi, nói với sao vàng. Nhưng mà tại ngày mai
cái đi coi chơi chứ đâu có nằm nó được. Đừng chiếu bà lại cuối tầng phòng tây. Cái đồng nhỏ mà cái chuyện đó là chuyện tầm tiền sang ngay vào công ty á, chuyện một cái sang hình thành cái cuộc xanh lắm nha, mày không ai làm tiền này mặt đấy hỏi với em mấy ok hết mức độ vậy cho thiếu mà cuối trường anh là bên tay cái đô em hiểu không anh là nơi nhưng mà thấy cái chưa cứ anh em là xe ok có đỡ mới đạo là tự ừ này không thử tí đâu không mẹ biết bây giờ con người đang mà nghe còn rõ mà vô mặt nghe không một cái là xong về bài bài nghe biết sư sao bài bạn em đầu vô còn rồi tập này xong rồi hướng dẫn cái đầu cắm có cổ tay vô không nghĩ đâu cổ tay cái gì cổ tay cái mày ấy là anh hớn cũng chưa biết cái vận động cái cổ sai là chính xác trước cái dạng tập làm cái những cái bài mà để cho hoạt động có thể đúng không? Trời ơi lấy hai con về bên em không vậy riêng anh hướng á là xong cắt liền có thằng anh hướng cắt liền mà người ta phải hoạt động này lại người ta sẽ để cho anh hướng làm quen với nhưng mà trên tàu không có cái đó đó cái này là tại sao hướng anh hướng bị anh hướng gì vô rồi mình vô nói chung tập là sẽ đánh nhanh nhẹn làm đi em nhưng mà cái đập không á là nó muốn tự như này ừ cổ này đúng không và nó hại anh em chung luôn tôi đâu có cần đâu vậy nhưng mà con nó chỉ gì là đúng tại vì à nó đúng cái gì hai buổi giờ tập tôi là tôi không được em không thứ này
làm rồi đúng không? Anh né được cái tay của em. Đúng rồi, né được như bọn ở đây là ở cảm thấy không? Ừ, rồi. Anh có thật cái gì em cũng làm được á. Nhưng mà chị em không có lực thôi. Cỡ này một phát một là lắm. Đó.
Cái thằng mà coi em
mình sẽ tỷ thu nó sẽ mà nó cầm cái thằng ngồi vậy đó rồi giỏ cầm trong nó giỏ cầm đó dao mình á dao mà cứ cậu lợn mà biết không cứ cậu lợn á là nó hàng vô thẳng nguyên cây nó hàng vô cây nguyên cây nóc luôn rồi đến lúc đi là đông vô là nó kiểu mà biết cái cây mà nó hại nó vô không nó dài á là nó có ba cái chỉ nặng thôi thấy được tập sở hình luôn á nói chen cái không làm gì đó anh còn gặp báo rồi sao thấy quê thấy nó không làm gì đâu anh thủ ra thôi luôn anh già không biết rồi đúng chưa không làm là không sao không làm là cái cây cái mũi nhọn của nó như cái con dao mà cầm cái đầu mà hiểu không nó nhỏ như này thôi nhưng mà làm cái dạng còn làm vậy còn cây ba chỉ nó còn hơn một tí xíu nó là cái ngạnh mà nó chạy thằng lò vậy nè cũng dài luôn vậy không nó dài cũng hơn nhưng mà nó cầm cái đó rồi mình thấy không mình làm sao thấy không á cái gì đâu đi cái gì có ngồi đâu cái gì ra so
tế rút đèn rút không mấy lần rồi thấy vô cái cảnh rồi Sao anh không có vỗ công đâu.
không phải đó là không phải 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 không quá gì vậy tới đây là kết thúc nha anh em, không có cách nào đỡ phẫu chuyện nha. Thôi.